Toàn run sán thôi. Đây là già chắc không có rồi. Đây là ngon đây. Mọi người nhìn kỹ nhé. À, Ôi giời. kinh quá. Đây. Nặn nặn nặn. Nhạc trong thế ui giời. Đây này. Đây. Người trong cái tay chứ. Ôi, cái nào cũng có. Ui, con run này dài này, con này này. Đấy, cái này nhất nhất, cái lòng này cắt to, cắt dài, nó phải dài chứ. Không phải thế nào. Thế ra mình rồi. Sang 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 bên đĩa bên kia. Đôi này chắc vẫn còn. Thế nào, đây, đĩa này. Kinh quá. Vâng, ui dồi. Con run này chắc phải dài hàng mét. Hết nhìn chắc buồn nôn. Đây này. Đấy, thế thì dài. Ăn quả không đói. Đây bạn, đây đây, kia kia. Nói chung là cảm giác ăn là ăn run thì cũng ngon, ngọt. Giòn, giòn. Đây 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 bạn, đây đây đây. Nhà này đứng nào ăn mình biết rồi. Mình ăn rồi biết được cô đúng không? Mình ăn rồi biết gì ăn được. Ây giời. Hết chưa, hết chưa? Đây. Miếng nào cũng có. Miếng nào cũng có. Này. Ui. Thật miệng ăn run chia sẻ. Xếp run vào xem nó xem được dài được bao nhiêu cm. Xem ghê không? Xếp run vào. Mấy con như thế này. Đây đây đây. Kinh quá. Đây là mọi người ăn mòng đúng là phải để ý cẩn thận nhá. Không. Tính hết đừng ăn hơi ăn. Đây con này dài này. Biết làm sao miếng nó dài không? Cắt dài. Nó thái là dài, miếng đóng là dài thì cái đầu run nó là.